Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em về cách xài vũ khí khác hệ và các bí kíp phù hợp cho tất cả các môn phái. Thì mình sẽ vào vấn đề chính trong video lần này luôn, là cách chúng ta xài vũ khí khác hệ. Thì đầu tiên cái vấn đề ở đây nhiều bạn đặt ra là tại sao phái ngũ độc hay các phái khác có nên xài vũ khí khác hệ, như là giả sử hệ mộc xài vũ khí hệ kim được không, hệ thủy xài hệ kim được không. Đa số anh em đều hỏi như vậy, và mình xin trả lời với các bạn rằng là được, nhưng bạn sẽ bị giảm 50% sát thương hệ. Và cái thứ hai là tại sao nhiều người ấy lại xài vũ khí khác hệ, là tại vì thứ nhất là có thể do cái server họ ấy, cái vũ khí hệ mộc hay hệ thủy ấy, người ta chơi đông quá, vũ khí quá mất tiền nên họ bắt buộc phải xài hệ kim, là cái lý giải thứ nhất. Cái lý giải thứ hai là do vũ khí hệ kim nó sẽ có tỷ lệ hiệu ứng, nó sẽ có tỷ lệ thọ thương, nó sẽ có tỷ lệ thọ thương nên giúp cho bạn hiệu ứng của bạn mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn xài vũ khí hệ kim á, thì các bạn nên lấy những dòng như sau. Giả sử nha, cây vũ khí của mình là hệ mộc đi, thì bạn thấy không, bốn dòng chuẩn vũ khí chuẩn là có bốn dòng, như dòng độc sát này là mấy váy khác là giống như dòng hỏa sát, băng sát gì đó là dòng chuẩn. Thứ hai là ba dòng công là tấn công, nội công hoặc sức mạnh gì đó, một dòng bỏ qua kháng là bốn dòng chuẩn. Hai dòng còn lại có thể các bạn tùy các bạn thích kỳ vũ khí gì, giống như chí mạng hay sát thương chí mạng gì đó, thì các bạn nhận định là rồ hay không rồ. Nếu các bạn xài vũ khí khác hệ thì các bạn nên lấy những dòng như sau. Thứ nhất là các bạn không lấy cái dòng độc sát, không mấy lòng độc sát. Giả sử như mình hay mọc mình xài hệ kim đi, thì các bạn sẽ không lấy cho mình cái dòng vật lý nội công của cái cây bao tay, hiểu không, mà bạn chỉ nên lấy cho mình nội công, tấn công, tỷ lệ hoặc thời gian thọ thương thì ok lấy được để chúng ta tăng hiệu ứng. Nhưng bạn đừng có lấy cái dòng vật lý nội công, vì bạn lấy như vậy nó sẽ giảm sát thương bạn xuống. Thay vào đó các bạn đã lấy thêm cái dòng chí mạng hoặc là sát thương chí mạng nha. Thì cây vũ khí hệ kim như vậy sẽ là chuẩn với khi các bạn chơi khác hệ nha. Là các bạn lưu ý cho mình là nếu các bạn chơi khác hệ thì đừng có lấy cái dòng hệ cho mình nha. Các bạn chỉ nên lấy cái dòng nội công hoặc sức mạnh như nè, rồi dòng tấn công, rồi hai dòng tỷ lệ của cái vũ khí khác hệ đó, là giống như tỷ lệ thọ thương nếu bạn chơi hệ kim ấy nha. Rồi bạn còn dòng còn lại thì bạn lấy cho mình chí mạng hoặc sát thương chí mạng, không lấy bỏ qua kháng kim luôn nha. Như vậy sẽ làm vũ khí bạn nó mạnh hơn. Còn áo thì có thể các bạn lấy luôn áo kim nha. Có thể bạn lấy luôn áo kim, thì bạn lấy áo kim thì bạn đã chơi kim để lấy thọ thương, thì cái áo kim nó phải có dòng thời gian thọ thương tăng với tỷ lệ thọ thương tăng giùm mình nha. Áo kim, giả sử áo kim, áo kim thì mình lên bài bán cho bạn coi áo kim nha, thì phải có dòng cho mình là tỷ lệ thọ thương với thời gian thọ thương. Này áo kim, này vật lý nội công bảo kháng kim, này thấy không, bạn không lấy hai dòng này cho mình nha. Vật lý nội công bảo kháng kim bạn không lấy cho mình nha, mà bạn chỉ lấy cái dòng tỷ lệ, cái dòng tỷ lệ và cái dòng thời gian. Đây tỷ lệ gây thọ thương và thời gian gây thọ thương nha. Nếu các bạn chơi mà hệ mộc á, bạn đổi sang phái kia thì bạn đừng lấy vòng vật lý này, tại vì bạn lấy vòng này nó sẽ bị chia đam 50% lận. Bạn đừng lấy mấy vòng này, bạn lấy cái dòng này thì nó ok hơn nha. Là lý do các bạn chuyển hệ thì mình hít cho bạn rồi đó, là có thể được, nhưng mà mình khuyên các bạn nên chơi đúng hệ. Giả sử các bạn hệ mộc thì nên chơi đúng hệ mộc để tối ưu hóa đam. Còn bạn muốn mà hiệu ứng thêm thì các bạn ép thêm phiên tỷ lệ thời gian, hoặc là xài cuốn bí kíp hệ kim thì như vậy nó sẽ ok hơn nha. Hoặc là các bạn có thể đổi như mình, hoặc là đổi theo như mình, lựa ra những dòng phù hợp nhất. Thì nhiều bạn ấy họ comment hỏi là xài có được hay không, thì mình sẽ cho bạn thấy tất cả các top server ấy đa số không ai xài khác hệ nha. Giả sử như bây giờ ngủ độc đi, thường thường những mấy phái mà xài khác hệ là thường ngũ độc Yami nè, bạn thấy đúng không, đường môn nha. Thì mình sẽ cho các bạn coi các top bên mình có xài khác hệ không nha. Thì đầu tiên ngũ độc đi, đây
Sài Hy Mộc nha, HNL Sài Hy Mộc nha, Mai Siêu Âm nha, cũng Sài Hy Mộc nha, Sunny nha, vẫn Sài Hy Mộc nha, mày thấy ở đây không? Xong, bây giờ qua tới phái hay xài khác hệ nè, là Nha Mi nha, Nha Mi này, thấy không? Vẫn xài hệ thủy các bạn thấy không? Lám đỉnh nè, vẫn xài hệ thủy các bạn thấy không? Mình qua bên phái Đường Môn nha, Tú Công Tử này, vẫn xài mọc bạn thấy không? Đan Hạ này, vẫn xài mọc bạn thấy không? Có nghĩa nằm ở vấn đề ấy, có hai lý do người ta xài vũ khí khác hệ, có nghĩa là giả sử kêu khí ấy, hệ kim nó rẻ hơn cái hệ đúng của bạn là hệ mộc, tại vì server quá nhiều người chơi hệ mộc, bạn chơi hệ kim thì các bạn lựa cái vũ khí hệ kim ấy, các bạn lựa theo mình là bỏ hai cái dòng đó ra thì bạn sẽ duy trì được sức mạnh và tăng hiệu ứng của bạn lên, thì những cái vòng còn lại bạn sẽ kích hoạt theo cái vũ khí của bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ nói vấn đề đầu tiên xong luôn rồi, thì mình xin nhắc lại lần nữa là có hai trường hợp các bạn để chọn vũ khí khác hệ. Thứ nhất là do cái phái bạn cần hiệu ứng thì bạn chơi cái vũ khí đó, và nhớ bỏ cái dòng sát thương hệ ra, mà bắt buộc phải lấy hai dòng hiệu ứng này, bỏ dòng sát thương hệ ra. Cái thứ hai là do cây vũ khí khác hệ nó rẻ hơn cây vũ khí cùng hệ nên nhiều người chuộng xài, là hai lý do. Còn nhiều lý do nữa thì các bạn cứ comment bên dưới giúp mình. Thì mình bắt đầu mình qua trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ xài bí kíp nào cho từng phái. Thì hôm nay mình sẽ nói trước luôn là về phái ngũ độc. Thì bí kíp ngũ độc sẽ như sau. Thì bí kíp ngũ độc chúng ta bắt buộc phải xài một cuốn hệ. Thì tại vì mình sẽ coi những người khác nha. Phái hệ ngũ độc đi thì HNL cũng chắc cũng mạnh nha, mình xài bí kíp coi HNL xài sao. Thì một cuốn kim xà ở đây thì mình thấy xài cuốn này thì nó không có hợp lý, tại vì tỷ lệ thương nó gây được tỷ lệ nhưng mà mất ba cái dòng công này luôn nè bạn. Đây thì nói chung thì cuốn này theo mình là không ok lắm, hoặc là bạn muốn lấy hiệu ứng thì bạn xài vẫn được nha. Thì bắt buộc cuốn hệ này độc sát này ok này, cái cuốn tiếp theo đoạn mộc đao này kháng chiến mạng là ok luôn này, bắt minh thần công là ok này. Và nếu ngũ độc chúng ta lấy ấy, thì mình sẽ khuyên các bạn lấy thêm hai cuốn nữa. Là hai cuốn mình có nói trong nhiều video rồi. Hai cuốn là có tỷ lệ choáng và tỷ lệ làm chậm. Này. Tỷ lệ choáng này cuốn này. Kinh niên trưởng. Không, cái cuốn này là cuốn kháng hôm bữa mình chỉ thiếu lâm. Cái cuốn có tỷ lệ choáng nữa là ở đâu ta? Huyền binh trưởng hết ta. Đây, cái cuốn huyền binh trưởng nha. Một cuốn nha. Tấn công hết tất cả thời gian làm chậm. Và cuốn tiếp theo là một cuốn có thời gian choáng nữa, là cuốn nào ta? Từ bi diệp thủ hả? Hay là cuốn nào ta? Đoạn mập đào đây, hổ nguyên công, như hổ nguyên công ở đây. Cái cuốn này là ngũ độc chúng ta chơi ba cuốn, một cuốn hệ là thiên la lập sát, một cuốn GH9 cho là bắc minh thần công, mà một cái cuốn thời gian choáng giảm này, một cái cuốn thời gian làm chậm giảm này nha, là ba cuốn, là bốn cuốn là ngũ độc. Bây giờ mình sẽ qua cái tiếp phái tiếp theo là Nha Mi thì chúng ta sẽ lấy những cuốn nào, thì chúng ta sẽ vào test server coi thử nha. Nha Mi thì mình sẽ vô con bé heo trước luôn. Bé heo sẽ lấy cuốn nào? Cái cuốn đầu tiên là cái cuốn thấu cốt đã quyệt, là cái cuốn chuẩn hệ luôn này. Cái cuốn thứ hai là đoạn mộc đao, đoạn môn đao là cái cuốn này cũng nên cần, đoạn cùng cần là tại vì để giảm sát thương chí mạng xuống để cho Nha Mi trâu hơn ấy. Cái cuốn thứ ba là cái cuốn bắc minh thần công, giảm thời gian suy yếu là ok. Cuốn này nè các bạn thấy không, cuốn này giảm thời gian thọ thương, giảm thời gian thọ thương, cuốn này cũng ngon nha các bạn. Tuyệt dị cốt hoáng thần, nếu như mình ấy, mình sẽ lấy cuốn này thay cho cái cuốn bắc minh thần công này. Còn cái cuốn bắc minh thần công này của bé heo này nên thay mà cái cuốn mà nãy mà mình chỉ các bạn giảm choáng thì nó sẽ ngon hơn. Các bạn hiểu không? Tại vì suy yếu nó không bằng choáng, bây giờ choáng nó nhiều lắm. Nên Nha Mi các bạn cũng lấy theo bé heo nha. Là một cuốn chuẩn hệ này, một cuốn kháng chiến mạng, tấn công kháng chiến mạng đồ, một cuốn giảm thọ thương,
Còn một cuốn nữa bạn có thể lấy cuốn nhẩm choáng nha. Thì bây giờ mình sẽ vào phái nữa là nhiều người chơi là đường môn đi. Mình sẽ coi lấy đường môn mà chắc chắn thế nào. Trong cái cuốn mạng cũng phải có cuốn chí mạng rồi. Để úp tỷ lệ chí mạng lên tối đa. Tú công tử đi xài cuốn nào nè. Bạn coi nha. Hổ viên công. Thời gian choáng nhẩm đây cái cuốn này này. Này hồi nãy mình có nói bạn nhà mi ấy. Bé heo nên xài thái cuốn này bằng cuốn mắt mình đi. Là một cuốn nha. Cái cuốn thiên la chắc chắn rồi nè. Hai cuốn này. Huyền minh trưởng ba cuốn này. Này nói chung là anh Tú công tử này xài ý kiếp này ok đấy. Cái cuốn hoàng huy sát thủ kích nói chung cuốn này ok. Để tăng sát thủ một kích lên 300% nha. Để coi anh này sát thủ một kích 300 không. 284 rồi. Chí mạng 83%. Cái cuốn này mình thấy rất ok nha. Trong cái đường môn thì bắt buộc bạn phải xài một cuốn là sát thủ bảo kích hoặc là chí mạng giúp mình nha. Đây thì đường môn là phái thứ hai mình sẽ làm một phái nữa. Thì sẽ là cái phái nhiều người chơi là côn lôn. Côn lôn đi. Côn lôn thì mình sẽ coi diều hâu đi. Diều hâu thì sẽ có 3 cuốn. 4 cuốn nhau diều hâu cũng chưa búp nhiều này. Thiên canh trận thì cuốn chuẩn hệ này. Một cái cuốn chuẩn hệ thiên canh trận này. Một cái cuốn bắc minh thần công thời gian suy yếu này. Xác suất choáng. Xác suất choáng, xác suất kháng choáng này, cuốn này cũng ok này. Nói chung mình lấy cuốn này cũng ok này. Thời gian nằm chậm cũng được. Để mình coi anh Tài lấy gì ta. Bắc minh kim xà. Anh lấy cuốn này chi à trời. Nói chung chắc mang cho đỡ hay sao. Cuốn này là ok này. Để giảm thời gian thọ thương xuống ok này. Cái cuốn này mình chấp nhận. Cái cuốn này thì nó hơi quá. Cái cuốn này họ không cần thiết lắm. Cái cuốn này thì ok đúng rồi. Nói chung là anh cần đổi cuốn này nha. Nói chung không cần thọ thương lắm. Anh nên lấy cuốn này cung lô mới thì chúng ta cần hiệu ứng. Chúng ta cần hiệu ứng thì có thể lấy thêm một cái cuốn mà để bổ sung tấn công và kháng tất cả. Để có thể lấy cuốn tấn công kháng tất cả thời gian làm chậm nha. Thì là mình là sẽ làm 4 phái các bạn coi rõ ràng rồi. Thì mình sẽ mình hit cho bạn, các bạn comment khá là nhiều về vấn đề này thì mình hit rõ cho bạn hai vấn đề luôn là cách chọn bí kíp và cách sở hữu các hệ. Thì nếu bạn nào mà có điều gì mà cần phải thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho bạn một cách sớm nhất. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh giúp mình. Và mình xin nhắc lần nữa là mình có hợp tác với nguồn zin nên mình có bán thẻ zin cho anh em. Nếu anh em nào đang nạp solo bay ấy thì anh em có thể ủng hộ mình để nạp rẻ hơn. Cảm ơn mọi người và hẹn lại mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.